Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 ạ, hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 13 tháng 5 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến những cái dòng hàng lan mới đẹp với cái giá cực kỳ là rẻ. Những cây lan đang nụ, đang mùa nụ mùa hoa, rất là tuyệt vời luôn, để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn với giá chỉ tầm có vài chục nghìn cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin hay số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng nhé. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Và cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc này. Sau đây xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái lô vanda trước cô chú anh chị nhé. Em muốn được giới thiệu đến cô chú anh chị những cái lô vanda hương chanh với hoa cực kỳ là thơm trong buổi tối ngày hôm nay. Ở đây thì hôm nay em về khá là nhiều những cái hình vanda, cô chú anh chị mình có thể sở hữu sưu tầm những cây vanda hoa hơi thơm ngát và cực kỳ là bền hoa luôn. Cái lô này gọi là lô số hình số 10 này cô chú anh chị này. Hình số 10 vanda này xin phép bán với giá là 45.000 cô chú anh chị nhé. Hình tiếp theo sẽ là hình số 11 ạ. Cái lô vanda số 11 đấy. Vanda hương chanh số 11 với bông hoa tròn bầu bĩnh. Rất là thơm ạ. Và cái lô này em bán với giá là 40.000. Và lô tiếp theo sẽ là lô số 12. Cũng với giá là 40.000 và lô số 13. Lô số 13 là có 3 đầu ngọn rất là dài luôn cô chú anh chị này. 3 đầu ngọn rất là dài luôn cô chú anh chị có thể nhìn cho em hiện tại đang có vài cần hoa. Cái dòng vanda hương chanh hoa thơm ngát luôn ạ. Và cái lô vanda hương chanh với 3 ngọn dài này xin phép em bán 50.000. Và đặc biệt ạ, là hình số 14 là một cái lô vanda mà lá nhăn cô chú anh chị nhá. Để toàn bộ những cây này cô chú anh chị thấy này. Đây là cái nhăn này thì không phải là nhăn tự dưng mà mới một hai lá nhăn, mà cô chú anh chị có thể thấy là toàn bộ nhăn từ dưới lên trên cô chú anh chị ạ. Đấy, toàn bộ nhăn từ dưới lên trên hết, rất là đều cô chú anh chị nhá. Chứ không phải là cái kiểu là nhăn một hai lá đâu ạ. Đây là sẽ là nhăn toàn bộ này cô chú anh chị này. 3 ngọn lá nhăn. Vanda lá nhăn này xin phép em được bán cái lô này với giá là 100.000 cho hình 14 cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 15. Hình số 15 thì em có một cái vanda rất là đẹp này cô chú anh chị này. Lô vanda này xin phép được bán với giá là 50.000 và hình số 16. Vanda số 16 với giá cũng 45.000 luôn. Đó. Có mấy hình vanda như vậy. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan trầm tím rừng cô chú anh chị ạ. Trầm tím rừng thì cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Thân lá đi đâu thì đi, nhưng cái mặt bông của nó không có thể mà lẫn đi đâu được. Một cái bông hoa bầu tròn không lẫn đi đâu được cô chú anh chị nhé. Và cái những cây trầm tím rừng này, một thân này gần như là lên hai cái mầm gốc, rất là đẹp như vậy. Đó. Và lô này về thì cô chú anh chị có thể thấy là hoa rất là tím cô chú anh chị này, thơm ngát luôn. Đã trầm rừng thì cực kỳ là thơm cô chú anh chị ạ. Hoa chi chít luôn như vậy này. Mầm gốc lên rất là nhiều. Thơm nức mũi cô chú anh chị ạ. 1 kg trầm này em đang bán với giá là 350.000 cho 1 kg. Nửa kg cô chú anh chị được giò trầm to ú mà em bán từ 0,2 kg rồi. Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình ở đây cho em. Đảm bảo với số tiền cực kỳ là nhỏ thôi ạ. Cô chú anh chị mình có thể sở hữu một cái giò trầm rất là đẹp luôn rồi. Hình này em gọi là cái hình số 1 nhé. Em có dề hình này là 2 dề cô chú anh chị này. Đó, mầm gốc to mập nú luôn ạ. Bông hoa cũng rất là đậm đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Có 2 dề. Đó, cái mặt hoa thì nói chung là như nhau hết thôi cô chú anh chị nhé. Bầu tròn và môi tuyết rất là xinh. Đó, cô chú anh chị thấy đấy ạ. Cái lô số 1 này xin phép em bán 75.000 cho cái hình số 1 nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 2. Hình số 2 này cô chú anh chị. Hai cái dề đẹp mê luôn ạ. Hai cái rễ mầm gốc chi chít luôn, đẹp mê như này. Hình số 2 này xin phép em được bán với giá là 85.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Hình số 3 này cũng là 2 rễ này cô chú anh chị này. Xin phép em bán với giá chỉ 60.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4. Hình số 4 này em bán với giá cũng sẽ là 60.000, vẫn còn có lác đác một số nụ này, đang nở hoa và đang nụ cô chú anh chị ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 5.
Hình số 5 này xin phép em được bán 60.000. Đây sẽ là cái lô trầm cuối rồi. Bởi vì là tàn hoa thì trầm thì sang năm em mới bán tiếp thôi cô chú anh chị nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 6. Cái lô trầm này em bán với giá là 45.000. Hình số 7 này cô chú anh chị này, hình số 7. Một lô trầm cũng có 2 dề. Con không cất điện thoại vào nhà. Cất vào nhà đi con. À, hình số 7 này, hình số 7. Hình số 7 này em bán với giá là 2 dề cô chú anh chị ạ. Và em bán 2 dề này với giá sẽ là 70.000. Và hình số 8 ạ. Hình số 8 là một dề mà siêu nhiều mầm gốc luôn, đẹp mộng mơ như này. Hoa to đùng luôn cô chú anh chị ạ. Rất là đẹp. Hình này em xin phép được bán với giá là cũng là 70.000 nhá. Và hình số 9. Hình số 9 này cũng 2 dề với giá là 70.000 ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hài. Những cây lan hài Henry trước cô chú anh chị nhá. Cây lan hài Henry, một trong những dòng lan hài mà sẽ nở hoa vào tầm tháng 8 cho đến tháng 10 dương lịch ạ. Và đây là cái thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị mình có thể trồng. Trong vài tháng nữa thôi là cô chú anh chị mình sẽ được thưởng hoa một cách trọn vẹn. Cây lan hài Henry rất là dễ thuần, dễ chăm cô chú anh chị này. Và 1 kg được siêu nhiều với giá chỉ có 130.000 trong 1 kg thôi. Em bán ngay từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Đây này cô chú anh chị nhìn cho em này. Đây là cái lượng hàng 0,3 kg đấy ạ. Cô chú anh chị có thể được một lượng rất là nhiều như vậy nhé cô chú anh chị nhé. Đây, và đây là cái mặt bông của dòng lan hài Henry. Nói chung là mỗi một cái dòng lan hài Henry nó mang một cái vẻ đẹp riêng cô chú anh chị ạ. Cây lan hài Henry là rất là dễ thuần, dễ chăm mà sai hoa cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan hài Helen. Được mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng với những bông hoa vàng cực kỳ là xinh đẹp. Và sai bông vô cùng luôn cô chú anh chị nhé. Sẽ nở hoa vào tầm tháng 7 cho đến tháng 9 dương lịch. Thì bây giờ hiện tại đang là cái thời điểm tháng giữa tháng 5 rồi. Tức là cây đang bắt đầu chuẩn bị đi vào giai đoạn là làm nụ cô chú anh chị nhé. Phân bố hẹp dễ trồng thuần ở mọi vùng miền, dễ cho hoa, cực kỳ là sai bông dòng lan hài Helen này này. Và cái hình này em xin phép bán hình này gọi là hình số bao nhiêu nhỉ? Hình này em gọi là hình 81 nhé cô chú anh chị nhé. Hình hài này gọi là hình 81 ạ. Em đi phép đi ngược một chút xíu này. Rồi, bắt đầu đi từ hình 79 nhé cô chú anh chị nhé. Đây là hình 79 ạ. Hình 79 em xin phép được bán hình này. 79 này, xin phép em được bán hình này với giá là 80.000 này. Đó, cả lô lan hài Helen này cô chú anh chị về có thể làm được 2 chậu ạ. Mà cái dòng lan hài Helen này nếu mà thuần chậu lên rồi thì chắc chắn một chậu không dưới 100.000 cô chú anh chị nhé. Với giá chỉ 80.000 thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 80. Hình này em bán với giá là 90.000, nó có 3 dề. Và hình tiếp theo là 81 cũng với giá là 80.000. Và hình 82 ạ. 82 đây là 2 dề rất là đẹp luôn với giá là 90.000. Và hình tiếp theo là hình 83. Hình này em bán là 90.000. Và hình số 84 là hình 84 này cũng là 3 dề rất là đẹp luôn ạ. Hình này em bán với giá là 90.000. Đó, có mấy cái hình hài Helen như vậy nhá. Và sang bên này đây là những cây lan hài Vân ạ. Với cái số tiền cực kỳ là nhỏ thôi để cô chú anh chị mình cũng có thể sở hữu ngay một cái dòng lan Hải Vân Bắc cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì gần như là trên rừng gần như là sắp tuyệt chủng đến nơi rồi cô chú anh chị ạ. Những cây lan Hải Vân Bắc dễ thuần, dễ chăm. Đó, hiện tại trên rừng thì cực kỳ là khan hiếm rồi. Những người chơi lan hài chắc là trong sân vườn không thể thiếu những cây lan Hải Vân Bắc đúng không ạ? Hình này thì em gọi là hình số 45 đi ạ. À, hình 65 đi cô chú anh chị nhé. 65, một cặp đôi hai cây hài Vân Bắc này xin phép được bán với giá chỉ 150.000 thôi. Để cô chú anh chị về làm một cái chậu rất là xinh đẹp tiếp này. Hình tiếp theo là hình số 66, hình này có đến 5 cây luôn cô chú anh chị nhé. 5 cây này em bán với giá là 160.000. Với cái hình này cô chú anh chị đảm bảo trồng 1 năm thôi, sang năm cây to đùng luôn nhé chú anh chị. Cây rất là khỏe luôn. Và sang hình tiếp theo là hình 67 này, hình này là một cặp đôi có 2 cây. Đó, 2 cây như vậy đấy ạ. Em xin phép được bán với giá cũng là 150.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 68 này. Cặp đôi này em bán với giá là 160.000. Và hình 69 là một cặp đôi em bán với giá là 140.000. Hình 70 ạ. Hình 70 này có 3 cây cô chú anh chị này, với giá là 180.000. Và 71. 71 2 cây với giá là 150.000. Và 72 ạ. 72 cũng là một cặp đôi 2 cây với giá cũng là 160.000. Và hình 73 140.000 cho cặp đôi này. Và 74 ạ, 74 là cũng là một cái cặp đôi cây rất là to luôn này cô chú anh chị này. Đó, cặp đôi cây rất là to này với giá em bán là 190.000. Và hình tiếp theo là hình 75. 75 cũng là một cái cặp đôi có 2 cây. Đó, 2 cây này.
Em bán cái hình 75 này với giá sẽ là 160.000 và hình 76 ạ. 76 này cô chú ý chị, cặp đôi này với giá là 150.000 nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 77 này. Hai cây rất là đẹp này, bán 180.000 và hình số 78 5 cây với giá là 160.000 đó, tùy cô chú ý chị. Muốn lấy hình 2 cây hay là hình 5 cây, hình 3 cây đều có. Và nói chung là mỗi một cái hình thì đảm bảo cô chú ý chị có một cái giòn lan hài để mà sưu tầm rất là đẹp. Sang bên này đây thì em có một cái lô phi điệp vàng, cái lô này em bán là 50.000 cô chú ý chị nhá. Và sang bên này thì em muốn giới thiệu đến cô chú ý chị đó là một cái bảng chồn tím duy nhất ạ. Bảng chồn tím duy nhất. Bảng chồn tím này có 3 cây cô chú ý chị nhá. Cái dòng lan hàng bảng chồn tím Quảng Thái và đang chuẩn bị có nụ, có những bảng đã có nụ rồi. Em ở đây thì em có một bảng duy nhất này thôi với giá 160.000. Đây là mặt đông của dòng chồn tím và đặc biệt là những cây lan chồn trắng. Em nghĩ rằng là một cái dòng lan mà rất là đáng sưu tầm. Chồn trắng hay là cáo trắng thì em chưa thấy có hàng của Thái, hàng cấy mô. Nhưng mà chồn trắng ở đây là hoàn toàn hàng cấy mô của rừng. Hàng cấy mô từ cái cây chồn của rừng ấy cô chú anh chị. Nên là nó không khác gì những cây chồn rừng cô chú anh chị nhá. Cái vẻ đẹp của nó, cái bông hoa của nó không khác gì cây chồn rừng. Bởi vì nó lấy từ mô của cái cây chồn rừng ạ. Nên là hoa của nó sẽ như vậy này, rất là đẹp như thế này và thơm. Nó không khác gì dòng chồn đột biến của rừng mà người ta đang bán theo lá đâu cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị mình có thể sở hữu một cái giò chồn trắng rất là đẹp như vậy với một chậu 2 cây. Giá thì chỉ có 190.000 thôi cô chú anh chị ạ. Thay vì mình mua cái hàng rừng đếm lá để tính tiền thì cô chú anh chị mình có thể sở hữu cho em những cái giò chồn này. Đó, nó không khác gì những cây chồn rừng cả. Và sang bên này đây ạ, đặc biệt là em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là hôm nay là rất là nhiều những cái mã màu vũ nữ mà đáng sưu tầm. Và những cái cây lan vũ nữ thì nói chung là mỗi một cái mặt bông nó có một cái vẻ đẹp đặc sắc và độc đáo riêng ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là mã màu vũ nữ cam lửa cô chú anh chị nhé. À đây không phải là vũ nữ cam lửa mà đây là cái dòng lan vũ nữ phượng hoàng chứ cô chú anh chị. Cô chú anh chị cảm nhận như thế nào về cái sự độc đáo của cái mặt bông vũ nữ cam lửa này ạ? Cô chú anh chị có thể thấy này, bông hoa thứ nhất là bông hoa rất là to và cái sắc hoa cực kỳ là sáng. Cái cần hoa dài, mỗi một cái chậu này thì đều đang có một nụ cần hoa dài. Và một chậu là một cái giả hành có đang có cây mẹ, cây con như thế này cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của nó. Bông hoa vũ nữ này rất là to và phải nói là rất là độc đáo đúng không ạ? Cái phần nhụy của nó này cô chú anh chị có thể thấy là phần nhụy của nó này. Cái hình ảnh nó giống như là một vũ công đang xòe váy để múa. Hay là giống như là cái hình ảnh của một chú công luôn ý ạ cô chú anh chị. Đúng không ạ? Cái phần nhụy của nó này hoa rất là thơm. Bông hoa to và cực kỳ là bền hoa cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu vũ nữ phượng hoàng đẹp mộng mơ như thế này ạ. Xin phép em được bán một chậu này với giá chỉ có 100.000 thôi cô chú anh chị nhé. Dễ thuần dễ chăm. Chậu một giả hành và lên rất là nhiều mầm như thế này cô chú anh chị này. Và kèm theo là một nụ cô chú anh chị, một cần hoa để cô chú anh chị về có thể được ngắm hoa. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan vũ nữ nhện. Dòng lan vũ nữ nhện thì cũng là một chậu, cũng một giả hành và cũng lên rất là nhiều mầm như vậy. Nói chung là riêng dòng vũ nữ này thì nó rất là dễ thuần dễ chăm. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan vũ nữ nhện. Nói chung là mỗi một cái mã màu nó mang một cái sắc thái, một cái vẻ đẹp riêng rất là thơm. Đó, một cái sự độc đáo riêng ạ. Và cái chậu lan vũ nữ nhện như vậy em bán với giá là 100.000. Thì có những cây lan vũ nữ đẹp mộng mơ, xuất sắc với cái vẻ rất là độc đáo, đáng sưu tầm như thế này. Còn sang bên này đây sẽ là đây, cô chú anh chị nhìn cho em cái cần hoa của dòng lan vũ nữ nhện rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan vũ nữ Mitonia. Cái dòng lan vũ nữ Mitonia này thì em thấy là nó cũng khá là giống cái kiểu của dòng lan vũ nữ phượng hoàng. Cái phần nhụy của nó như một cái hình ảnh như một vũ công đang múa ở trên cái bông hoa này đúng không ạ, đang xòe váy. Và cái hình ảnh này nó không nổi lên mà nó như là một cái nét vẽ ở trên bông hoa cô chú anh chị nhé. Như là cái hình ảnh một nét vẽ trên bông hoa mà lại cực kỳ là thơm và bông hoa rất là to. Đó, dòng lan vũ nữ Mitonia với cái mã màu bông đỏ rất là đẹp như thế này. Bông hoa to và bông hoa đỏ cực kỳ là đẹp như này. Hoa chậu là một cần hoa như thế này cô chú anh chị nhé. Một thân một vòi bông như vậy.
đang bán với giá chỉ có 90.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Rất là đẹp luôn. Với những chậu lan như này thì khi mà nó nở hoa, cô chú anh chị có thể trưng trên phòng khách này hay là bàn làm việc ạ, tạo ra một cái không gian vô cùng là tuyệt vời đúng không ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây những cái chậu lan như là nhỉ, chi chít là nụ luôn. Bên này đây sẽ là những cái cây tóc tiên hương dừa này cô chú anh chị này. Thơm ngát luôn cô chú anh chị nhá. Có những cái mắt bông nó rất là đỏ đậm này. Thơm lắm luôn ạ. Hàng đang nụ và đang hoa như này và cực kỳ là bền hoa và rất là thơm cô chú anh chị nhá. Và một cái chậu tóc tiên hương dừa đang nụ đang hoa và mầm gốc đang lên rất là nhiều như này này cô chú anh chị. Thì em đang để giá có 110.000 cho một giò thôi ạ. 110.000 thôi cho một cái giò tóc tiên hương dừa thơm vô cùng này cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường. Với giá 110.000 em bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị mình. Đó, bao giá rẻ nhất luôn cô chú anh chị ạ. Một cái chậu lan đẹp và vừa đang nụ đang hoa như vậy, nơi bán rẻ nhất em nghĩ là cũng không dưới 140.000. Thì ở đây em đang để giá có 110.000 thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây ạ, cô chú anh chị mình của em sở hữu những cái chậu lan kiều tím yên tử. Những chậu lan kiều tím yên tử cực kỳ là nhiều thân, rất là nhiều thân và đẹp như thế này này cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị cùng em ngắm cho em nhé. Và cái mặt bông của dòng lan kiều tím yên tử thì có thể nói là một trong những cái mặt bông mà được coi là đẹp nhất trong tất cả cái mã màu của dòng lan kiều tím. Và một số cái mặt bông mà đã sổ tại vườn, cô chú anh chị cùng em ngắm và thẩm cái mặt bông này. Đó, đây là cái hàng... một cái mặt bông cực kỳ là đẹp như vậy của cái mặt bông kiều tím yên tử cô chú anh chị nhá. Và một cái chậu lan kiều tím yên tử mà nó có nhiều thân như vậy đấy ạ, em xin phép được bán một chậu như này có giá là 140.000 thôi ạ. Và cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường, hình như đâu đấy chắc là người ta không bán dưới 200.000 cho một cái chậu kiều tím yên tử này đâu đúng không ạ. Đó, hiện tại thì em đang để giá một chậu như thế này là 140.000. và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiều mỡ. Những chậu kiều mỡ hàng hôm nay thì em cũng xin phép bán với giá sẽ là 150.000 cho một giò kiều mỡ gà. Và cái hàng này cũng là cái hàng tuyển chọn từ cái mặt bông kiều mỡ rất là đậm đà như thế này, vàng đậm như thế này cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây dendro. Đây là cái dòng lan dendro lá biên. Dendro lá biên với dòng lan mà cô chú anh chị chơi thân lá quanh năm và chơi hoa cũng rất là xuất sắc ạ. Và mỗi một cái chậu dendro lá biên này, cái chiều cao của nó phải tầm ít nhất là 50cm trở 40cm trở lên một chậu hai thân. Giá em đang để là 180.000. Và cái hàng này em bảo hành chuẩn mặt bông hoa vàng lưỡi họng đen như này. Giá trên thị trường với chậu hai thân ngắn cũng như này người ta bán đến 300.000 cô chú anh chị nhé. Thì ở đây hiện tại em đang có những chậu như thế này với giá chỉ có 180.000 thôi. Và cũng là những chậu dendro thì ở đây em đang có những chậu dendro này. Mặt hoa sổ số chậu này 150.000 ạ. Sang bên này đây thì em đang có rất là nhiều những cái chậu lan dendro, dendro xuân hàng cây giống. Nói chung là cái dòng dendro thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm cho em là cái mã màu nào cũng rất là xuất sắc. Hàng thì đến ngày Tết thì cực kỳ là đắt đỏ đúng không ạ. Cái mã màu dendro xuân này cô chú anh chị này. Đó, hàng rất là đẹp, nói chung là cái mã màu nào cũng cực kỳ là xuất sắc như thế này. Và ở đây thì em đang có những cái chậu cây giống và mỗi một chậu rất là nhiều thân như vậy đấy ạ. Em đang nhiều thân xinh đẹp như này, giá chỉ có 40.000 thôi cô chú anh chị nhá. 40.000 thôi ạ. Cô chú anh chị về trồng để đến Tết này, xuân tới này, mình có một cái giò lan dendro xuân thực sự rất là tuyệt vời để mà mình thưởng thức hoa cô chú anh chị nhá. Đấy ạ. Thân rất là khỏe và mầm gốc đang bắt đầu là lên này cô chú anh chị này. Với giá chỉ có 40.000 cho một giò. Và cô chú anh chị nào mà lấy từ 5 giò xin phép em được bán là bao ship luôn cho cô chú anh chị nhé. Lấy từ 5 giò em bao ship ạ. Và tiếp sau bên này thì em có cái dòng lan thạch hộc tía. Một loại lan và cũng là một cái loại dược liệu. Một cái loại dược liệu. Nếu như nói về tác dụng dược liệu thì có lẽ cái cây thạch hộc tía này nó là một trong 10 thảo dược mà có tác dụng dược liệu tuyệt vời nhất. Và một cái chậu lan thạch hộc tía nó đang nụ đang hoa và mầm gốc đang bắt đầu là lên cô chú anh chị ạ. Chậu rất là nhiều thân như thế này em bán có 90.000 thôi cô chú anh chị nhé. 90.000 thôi cho một cái chậu lan thạch hộc tía, một loại lan và một loại dược liệu cực kỳ là quý luôn. Cô chú anh chị có thể lên Google, cô chú anh chị search cho em ạ, thạch hộc tía, để biết được cái tác dụng vô cùng là tuyệt vời của cái dòng lan thạch hộc tía này. Cô chú anh chị, sai bông chi chít luôn mà rất là bền, hoa cũng thơm cô chú anh chị nhé.
Mà ngoài cái vẻ đẹp của nó thì đây là một cái dòng dược liệu rất là quý ạ. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hoàng nhạn tháng 8. Hàng này thì bọn em bảo hành chuẩn mật hoa, sẽ nở vào tháng 8 cô chú anh chị nhé. Để cô chú anh chị có thể thỏa mãn đam mê của mình với những chậu nhạn tháng 8 này cô chú anh chị này. Và em đang bán có 240.000 trong một chậu lan hoàng nhạn tháng 8 này thôi cô chú anh chị ạ. Riêng những chậu này thì em thấy ở đây giá trên thị trường với tầm cây dưới ít nhất 5 cặp lá như thế này thì người ta sẽ bán không dưới 400. Thì ở đây em đang để giá có 240.000 trong một giò thôi ạ. À, một cái chậu lan sơn thủy tiên hàng đột biến họng nâu đen nâu đỏ của chú anh chị mang về làm giống cho mùa sau với giá là 180.000 cho chậu này. Và sang bên này đây thì em muốn được giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ là những cái hình cáo thì em xin phép được giới thiệu sau một chút cô chú anh chị nhé. Những hình hôm nay thì em có cả những cái giò cáo nguyên bản cực kỳ là rẻ luôn cô chú anh chị ạ. Hình cáo rời cáo nguyên bản. Thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây năm cánh trắng hiển oanh trước cô chú anh chị nhé. Năm cánh trắng hiển oanh, năm cánh trắng HO, hàng cũng không còn nhiều cô chú anh chị ạ. Và đảm bảo cô chú anh chị rằng không mua nơi đâu được những cây hiển oanh đẹp chuẩn hoa đang nụ mà giá rẻ như thế này luôn cô chú anh chị nhé. Đây này, hàng đang nụ. Trước đây giá vài triệu, còn bây giờ cô chú anh chị có thể chơi hoa, thưởng thức hoa đúng nghĩa, cực kỳ là rẻ. Cái hình này gọi là cái hình số 41 này. 41, chậu này vừa rất là nhiều ki trên thân mà cũng có nụ hoa ở đây ạ. Thì cái chậu này thì có một cái mầm này, mầm cao này đang bị lỗi ngọn cô chú anh chị nhé. Còn có mầm thấp kia, xin phép em được bán với giá chỉ có 80.000 thôi cho chậu này này. 80.000 thôi cô chú anh chị nhé. Mà hàng chuẩn hoa nhé cô chú anh chị, không phải để rẻ mà không chuẩn hoa đâu nhé. Hình tiếp theo là hình 42 này, cũng đang rất là nhiều nụ và chuẩn bị bung lụa này. Đây ạ, và cũng hai mầm gốc nhé. Cái hình này xin phép bán 100.000 cho chậu này. Và hình tiếp theo là hình số 43 ạ. 43, chậu này cũng hai mầm gốc nhưng mà nó bị lỗi mầm cô chú anh chị ạ, và vừa nụ vừa ki trên thân. Chậu này em bán luôn 80.000. Và chậu 44 này, chậu 44 cô chú anh chị cứ ngắm để chọn cái hình ưng ý cho sân vườn của nhà mình. Cái chậu này rất là nhiều, cũng khá là nhiều nụ ở đây, và một mầm gốc này em bán 100.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu 45. Đó, cô chú anh chị thấy ạ, giá trên thị trường đâu người ta bán một cái cây hiển oanh nụ mầm gốc đẹp như thế này với giá 100 không ạ? 45 ạ, một mầm gốc rất là đẹp. Với cả đây ạ, rất là nhiều thân nụ ở đây, em bán 100.000. Sang hình tiếp theo là hình 46 cô chú anh chị, 46 cũng là rất nhiều ki trên thân, một mầm gốc và đang nụ nữa. Em bán hình này với giá cũng 100.000 cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo, cái giò này phải nói là nụ vô cùng là mê luôn ạ. Nụ cực kỳ là mê luôn, ngắm mùa hoa thôi cũng đã. Một mầm gốc này cô chú anh chị này, và rất là một dàn siêu nụ và có cả ki trên thân. Xin phép em bán chậu này 110.000 cô chú anh chị ngắm kỹ cho em. Và hình tiếp theo là hình 48 cũng vậy cô chú anh chị ạ. Nụ đẹp mê mẩn nhá, một mầm gốc cao và một mầm gốc đang lên thấp hơn. Em bán 110.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình 49 ạ. 49 này cũng là một mầm gốc đẹp và một cái dàn nụ trên thân rất là tuyệt như vậy. Giá cũng 110.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 50. Chậu 50 này thì hẳn 3 mầm gốc luôn. Tuy nhiên thì một mầm gốc này bị hỏng này. Và cũng nhiều ki trên thân và nụ khá là lớn cô chú anh chị ạ. Nụ khá là lớn như này, cô chú anh chị nhìn kỹ cho em. Thì cái hình này em bán 100.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 51 này. 51 cũng là một cái dàn nụ và cả một cái dàn ki, mầm gốc cũng lên tuyệt vời như này. Thì cái hình này em bán 110.000 nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 52. Cái chậu này vừa nụ trên thân và ki này, một mầm gốc này bị lỗ nhọn, em bán 80.000 luôn ạ. Và hình tiếp theo hình 53. Hình 53 này cô chú anh chị, không biết là từ khi nào rồi, cái chậu này là được ghi tên của chủ, chắc là gửi vườn người ta chăm cho cô chú anh chị. Sau khi mà giá va rớt giá thì người ta không còn quan tâm đến nữa cô chú anh chị này. Đó. Ồ, chậu này chậu Phú Thọ à? Chậu này chậu Phú Thọ cô chú anh chị ạ, chứ không phải là HO nhá. Đây. Phú Thọ 27 tháng 5 à? Của cái anh gì anh Kiệt đấy. Cái chậu này Phú Thọ cô chú anh chị ạ, vừa có nụ vừa ki. Cái chậu này em bán là 100.000. Và sang hình tiếp theo bên này sẽ là cái cây bạch nhạn. Bạch nhạn hoa cũng rất là xuất sắc đúng không ạ? Trắng thơm. Cho ai yêu cái hoa màu trắng, chậu này em bán 100.000. Và hình tiếp theo là hình số 5, đây là hình 54, hình 55 này. Hình 55. Hình 55, cái chậu này cũng đang bắt đầu là cái cây nhú nụ nhé cô chú anh chị nhé. Chậu đấy em bán 100.000. Và chậu số 56, đây là chậu hoàng nhạn. Chậu hoàng nhạn này em bán nó với giá là 80.000. Và chậu tiếp theo sẽ là cái chậu số 57 này. 57, em bán chậu này với giá là đang hai nụ rất là đẹp.
Chậu này em bán với giá là 100.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu 58, cũng đang nụ. Chậu này em bán 80.000, không biết là bạch nhạn hay hoàng nhạn nữa. Chậu số 59 em cứ bán quạ như thế này. Chậu 59, chậu này đâu chắc là hoàng nhạn, em bán 100.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu 60 này. Chậu 60 này em bán 100.000 nhá. Chậu 61 này. Đó, cây hoàng nhạn nhá. Cái này cây hoàng nhạn có 2 cây, em bán 80.000 thôi. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu 62, cũng là một chậu hoàng nhạn à. Em bán chậu này với giá cũng là 100.000. Và một cái chậu gà trắng nhá, cô chú anh chị nhá. Gà, dòng gà đột biến ạ, họng nâu, họng hàng hoa trắng không tì vết. Thì cái hình này em xin phép được bán cây này với giá là 130.000 cho chậu này. Chú anh chị sở hữu một cái chậu gà trắng. Và bên này sẽ là chậu điệp tím của vùng Cao Bằng, em bán 80.000 cho chậu này. À đây, có cô chú anh chị nào có quan tâm đến cái cây này không ạ? Dân người ta đi rừng về người ta hái được. Cây này là cây cây hoàng tinh nhá cô chú anh chị nhá. Cây này cây hoàng tinh. Cô chú anh chị cũng rất là nhiều cái tác dụng dược liệu. Một cái khóm này là có 2 cây này, em bán mỗi một cây sẽ là, mỗi một cây này thì em bán là 50.000, 50.000 một cây cô chú anh chị nhá. Ở đây thì em có tất cả là 6 2 4 2 này. 246 cây cô chú anh chị ạ, có 6 cây em bán với giá là 50.000 cho một cây cây hoàng tinh. Đang bắt đầu cho hoa này. Cây là một cái vị thuốc. Một cái vị thuốc, và cây này thì cũng phân bố rất là hẹp và cũng là một cái loại dược liệu cực kỳ là quý luôn đấy cô chú anh chị nhé. Tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Có cả nguyên bản, có cả những cái hàng rời cô chú anh chị mình có thể lựa chọn, cả những cái chậu thuần luôn ạ. Hình này em gọi là cái hình số 17, hình này 5 cây nhá. Em xin phép được bán hình này, đẹp lắm luôn đấy cô chú anh chị, cực kỳ là khỏe luôn. Có cả cây nụ xanh biếc ở đây này cô chú anh chị này. Hình này xin phép được bán 110.000 cô chú anh chị ạ. Hình này gọi là hình 17, hình tiếp theo hình 18. Hình này có 9 cây ạ, với giá em bán là 140.000 cô chú anh chị. Cô em dám khẳng định cô chú anh chị rằng không nơi đâu người ta bán cáo nó rẻ như thế này. Giá này thậm chí nó rẻ hơn cả giá em bỏ sỉ luôn cô chú anh chị nhá. Chẳng qua cái lượng hàng nó quá ít cô chú anh chị ạ. Rất là nhiều khách đặt sỉ nhưng lượng hàng nó quá ít ý, nên là em không thể nào bỏ sỉ được. Tình hình hình tiếp theo sẽ là hình số 19, một cái dề này. Em xin phép được bán dề này với giá 180.000. Và sang hình tiếp theo 20, toàn những cây lá xếp thôi, 5 ngọn lá xếp rất là đẹp. Giá em bán hình này sẽ là 180.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 21 này. Số 21, cái phần cáo này xin phép em bán với giá 140.000, có 2 dề cô chú anh chị nhé. Hình số 52, 5 cây ạ. 5 cây này có phần hơi héo một chút cô chú anh chị nhé. Tuy nhiên thì cô chú anh chị yên tâm cho em, yên tâm cho em rằng cây này có nụ xanh biếc nữa này cô chú anh chị này. Thậm chí có thể là bắt hoa sổ số, biết đâu lại còn trúng cả cáo trắng ấy chứ. Cái hình này em xin phép được bán 120.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 23, hình này 7 cây cô chú anh chị ạ. 7 cây này cô chú anh chị này, 7 cây như vậy. 7 cây này em bán với giá là 130.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 24. Hình số 24, một cặp đôi mà không bỏ lá chân, rất là nhiều cặp lá đẹp cô chú anh chị ạ. Cặp đôi 2 cây. Và thêm cái chỗ này này, chỗ này là một cái dề này cũng 2 3 cây gì đó. Cả một cái phần như thế này xin phép được bán cũng với giá là 140.000 luôn ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 25, 12 cây. 12 cây cô chú anh chị nhá. 12 cây ở hình này xin phép em được bán là 140.000. Và hình tiếp theo sang hình số 26 này cô chú anh chị, toàn là những cây to đùng cách mạng không cô chú anh chị ạ. Toàn những cây to đùng cách mạng nặng trịch không nhá cô chú anh chị nhá. 150.000 cho cái hình này cô chú anh chị ạ. Cây to đùng luôn, 2, 4, 5 cây, 2, 4, 6 cây chứ không phải 5 cây ạ. 160.000, à 150.000, 100, thôi mà bán 150.000 đi cô chú anh chị. Cây này còn lá nhăn nữa này cô chú anh chị này. Lá này còn là dạng lá nhăn nữa. Này, lá này, hình này có khá là nhiều lá, lá kiểu dạng như là lá nhăn ấy. Khá là nhiều hình cáo lá nhăn cô chú anh chị ạ. 160.000 nhá cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 27 ạ. Hình số 27 là một phần cáo này cô chú anh chị nhìn cho em, chỗ này là một mẹ vài cây con luôn ạ, một mẹ vài con luôn đang nụ này. Chỗ này cũng là một mẹ một con này.
Và cũng đây là một cặp đôi cũng hai mẹ con. Và cái hình này xin phép em được bán với giá sẽ là 110.000 cô chú anh chị nhá. Cây to đùng luôn, 110.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 28, cả một lô như này này cô chú anh chị. Cả một lô này 11 cây luôn ạ. 11 cây cáo luôn cô chú anh chị nhá. 11 cây cáo ở hình này xin phép bán 110.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 29 ạ. Hình số 29. Cả lô cáo này em bán hình này với giá sẽ là 130.000. Hình này có 5 cây. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 30, một khúc cáo nguyên bản. Đó, nó bám ở trên cây, cây to quá nên là người ta lột lấy cái vỏ của nó thôi cô chú anh chị nhá. Cây này thì cái chậu này là phần này là cây, những cái cây lá cáo lá ngắn và lá xếp rất là đẹp luôn đấy ạ. Rất là nhiều cặp lá, nhiều cây cô chú anh chị này, một đại gia đình cáo. Trước đây là một cây mẹ của nó bị lỗi ngọn nên là mọc ra một đàn cây con. Mọc ra một đàn cây con mới. Đó, một cái chậu giò cáo rất là sum suê như thế này, rơi vào 5 6 7 đầu ngọn gì đó tất cả cô chú anh chị. Cái giò cáo này xin phép được bán là 200.000 nhá cô chú anh chị nhá. 200.000 cho cái giò cáo này. Giò cáo nguyên bản này. 200.000 cô chú anh chị. Phiên này không bán được, phiên sau em sẽ bán tăng giá lên. Tại vì 200.000 thực ra thì nó cũng rất là rẻ luôn rồi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 31 này. Một ngọn, một mẹ con. Một mẹ con vừa rồi cây mẹ có nụ nhưng mà hiện tại thì nụ nó bị hỏng. Cây mẹ con một cái giò cáo này xin phép em bán với giá là 70.000 cô chú anh chị nhá. 70.000 cho cặp cáo mẹ con này. Và hình số 32 là ba khúc cáo nguyên bản cô chú anh chị ạ. Ba khúc cáo nguyên bản này. Xin phép em bán ba khúc này với giá 100.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 33. 33 là cũng là hai khúc cáo nguyên bản ạ. Đây là rất là nhiều cặp lá luôn này cô chú anh chị. Rất là nhiều cặp lá này. Cây bên này nụ dài thượt luôn cô chú anh chị ạ. Cũng bóc từ cái vỏ cây ra, nụ rất là dài. Đó, nụ rất là dài luôn. Với cặp đôi hai ngọn cáo nguyên bản này xin phép bán với giá là 100.000 đi cô chú anh chị ạ. 100.000 cho cặp đôi này nhá. Sang hình tiếp bên này đây sẽ là một cái giò cáo đã thuần ạ. Chậu này bán 150.000 này. Gọi là chậu số 34 ạ, chậu 35 này. 150.000 và chậu số 36 ạ, nụ dài mướt luôn, to đùng luôn. Chậu này em bán luôn 150.000 đi. Chậu số 37 này 150.000 và chậu số 38. Chậu số 38 đây cô chú anh chị, chậu này ba nụ cho cô chú anh chị nào về chơi hoa là mê luôn. Ba nụ luôn cô chú anh chị nhá. Chậu cá xếp ba nụ luôn. Chậu này em xin phép được bán với giá là 170.000 cho chậu này. Và chậu tiếp theo là 39 này. Chậu 39 này với giá là 150.000 và chậu 40 cũng chơi hoa đẹp cô chú anh chị. Chậu này cũng ba nụ nhá. Chậu này em bán với giá là 160.000 thôi ạ. Đặc biệt ạ, em giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái món mật ong khoái. Hôm nay thì một dân người ta đi lấy cái tổ mật ong này này, còn vít nắp luôn cô chú anh chị nhá. Cái tổ này vít nắp luôn ạ. Rất là ngon. Bị đốt đâu đấy là gần đến 100 phát mà có được hơn 4 kg mật cô chú anh chị ạ. Cái tổ mật ong khoái nó cực kỳ là dữ luôn, cái con ong khoái này này cô chú anh chị này. Và 1 kg mật ong khoái cái này vẫn còn nguyên vít nắp, một số thì đã bị chảy ra cô chú anh chị nhá. Và 1 kg về rất là ít thôi, 1 kg em bán là 220.000 ạ. Và bên này đây ạ là chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng. Và cái túi chè này thì được trồng ở vùng núi Phe Đén nhá, với độ cao trên 1.000 m² mà quanh năm sương mù bao phủ nên là tạo ra một cái hương vị rất là riêng mà những người uống chè, sành uống chè bao giờ cũng sẽ cảm nhận được cái điều đó, không có lẫn vào nơi nào được cô chú anh chị ạ. Một túi chè ô long như vậy là chè xuân rất là ngon luôn ạ. Em xin phép được bán với giá là 170.000 cho một túi nửa kg nhé. Sang bên này đây thì em đang có vỏ thông đủ size ạ, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg, dớn vụn là 40.000 cho 1 kg nhé. Dớn bảng này, dớn bảng thì em có kích cỡ là 13-30 ạ, 13-30 với giá em bán chỉ có 15.000 thôi ạ. Kích cỡ là 20-30 với giá sẽ là 22.000. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000 nhé. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho 1 cặp. Atomic là 12.000 cho một gói. Xúc thai hóc môn tăng trưởng 5.000 cho một lọ và dưỡng chất AB với giá là 80.000 cho một lọ. B1 Thái 40.000 cho một lọ.
B12 giải độc cho cây với giá 3.000 cho một lọ, liền da Mỹ Tiến 40.000 và siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000, thuốc đặc trị côn trùng với giá là 70.000 cho một lọ, cáp tan đặc trị thối nhũn với giá là 40.000 cho một lọ cô chú anh chị nhé. Cáp tan đi đâu rồi? Cáp tan đâu nhỉ? Đây cáp tan đây. Chị Kim Kim Moon đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói nhé. Chi cho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi ạ. Dây buộc lan chiều dài 100m, dao cắt kèm theo cực kỳ tiện dụng 35.000 cho một cuộn. Phân bón trùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một gói và phân dê đã qua xử lý ạ. Nên là có thể cung cấp giá trị dinh dưỡng trong thời gian rất là lâu dài mà không sợ ảnh hưởng đến cái bộ rễ sự phát triển của cây cô chú anh chị. Với giá ở đây đang là 18.000 một kg và bên này đây là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá 40.000 cho một lọ có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt cô chú anh chị nhé. Một cái sản phẩm mà chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, chắc chắn rằng sẽ là rất là lành tính và đem đến rất nhiều những công dụng dược liệu tuyệt vời cho cô chú anh chị mình ạ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú chị những cái mặt hàng hiện tại bên em đang có. Và cảm ơn cô chú chị đã theo dõi ạ. Xin phép em được dừng clip ở đây. Cô chú chị cùng em ngắm lại một lần nữa hình 26, cô chú chị thấy ạ, cái cây có những cây lá nhăn rất là đẹp. Ngắm lại một lần nữa cái khúc cáo nguyên bản với giá chỉ có 200.000.